Ui. Ê, ui, đây, đây. Ui, con này nó đèo hẳn lên đây mày ạ. Ui dồi, quá. Ui dồi. Ui dồi. Ây à. Nó mổ. Nó mổ ghê luôn. Chắc là hôm nay móm rồi đi về thôi mọi người. À. Giờ này có điện thoại đây của anh. Của bác ở trong kia. Alo ạ. Alo. 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 Vâng cháu đây. Vâng, thế mấy hôm vừa rồi về anh uống như thế nào rồi chú? Có nghĩa là nó chưa bị lần nào lại gì rồi. Ok. Ồ, may nhỉ, vậy là có tiến triển đấy. À, mọi người, đây là bác ở Thanh Hóa, vừa rồi anh em mình đã làm thịt kỳ đà và vừa rồi gửi tiết với lại vâng chú Lâm mặt. Chú Lâm Trải hả? Ồ, ok, thì là con nấu xong cao kỳ đà rồi thì đợi 1-2 hôm nữa nó khô cao con cắt con gửi luôn cho nhá. Vâng, vâng, được rồi thì là lúc nào cháu gửi cháu điện lại xong rồi cháu ghi địa chỉ cho nó chắc nhá. Vâng, vâng, vâng. Vâng, cháu đang đi rừng ấy. Mừng quá, cuối cùng rồi, vậy là từ hôm về uống cái tiết với lại cái mật kỳ đà đấy là anh ấy không bị phát lại lần nào. Đúng rồi. Ừ. Đấy mọi người nhá, thì vừa nãy là cái chú mày trong Thanh Hóa điện ra mừng. Họ nhắc mình địa chỉ để gửi cho chú ấy thì gửi cao kỳ đà thì nấu xong rồi nhưng mà bây giờ chỉ còn đợi phần gửi nữa thôi. Sợ mày quá. Giời. Đấy, từ hôm uống hôm nay là chưa thấy có hiện tượng gì. Mừng đấy là tiến triển rất là tốt đó mọi người ạ. Tức là từ hôm uống mật tiết kỳ đà đến bây giờ là cái bệnh động kinh là chưa bị tái nên cũng chưa biết là nó như thế nào nhưng mà mong là ổn. Mừng quá. Nghe tin vậy là anh em mình cũng rất là mừng mọi người ạ. Ui, cái gì? Ui. Ê, ui, đây, đây. Ui, con này nó đèo hẳn lên đây mày ạ. Ui giời, có bác. Ui giời. Ui. Ra để em ui. Đâu? Ui. Đây. Ui giời. Ui đây. Ui. Ui, mấy con. Đây này. Ui giời. Ui giời. Ngay đây này. Tí dặn lên. Ui giời, tí dặn lên này. Mày thế. Đây nó có cái gái đấy. Ui, có lỗ nó cả. Đó. Có phải lỗ. Đây ra cây rồi. Ui. Kiếm được rồi. Hôm nay chắc phải chưa thằng Đại rồi đâu. Đại về đón các cô chú fan ở trong Sài Gòn đó chứ. Anh em ơi, nhìn đó này kiếm rồi. Hình như phải 3-4 con đấy. Ui, vạ bố con này này. Mọi người xem con này nằm trên cây luôn này. Ui giời ơi. Đừng. Ây à. Nó mổ. Nó mổ ghê luôn. Anh cầm hết rồi đó, nó mổ bớt đi khỏi nha. Mẹ con gửi đi đâu chứ. Đúng rồi, chạy mất rồi. Kiếm đâu có đâu. Kiếm rồi. Đại hôm nay nghỉ là Đại hôm nay không có công cho mọi người nhá. Chỉ có hai anh em mình kiếm cái mớ này là tí hai anh em mình tạt té bắn luôn. À. Nó về nó kiểu chết đấy. À, ta xem video nó về không? Mấy ông, tôi mới nghỉ có một ngày các ông đã cắt lương rồi chứ. Thôi tí làm con rắn này, bắt mấy con rắn này về thì tí tiếp đãi với các cô chú không biết đã ra nơi chứ. Ui, rắn lắm thầy ạ. Ui, mấy con. Ui. Ui, kiểu thế. Ui, ui. Đấy. Con này nó cửa đầm đầm, ui, trông. Đẹp quá luôn. 1
2, 3, 4, 5 con. 5 con rồi. Có 5 con rồi. Ui dồi ôi, đây nó có nhiều cái thoáng cửa đây mọi người này. Ngôi nhà này chắc thôi hoang lâu lắm rồi. Đây, hai ui, còn nữa, vẫn còn nữa. Ui dồi ôi. Đây là dưới thì ngoái nó bị sập hết xuống đây này. Nó cũng ở đây nó lại ở trong đây hết rồi. Ừ, cái gì đấy? Chó ông kìa. Chó ông kìa. Chó ông kìa. Ôi con này to thế. Ui dồi, kiếm vào. Nhấc quả ra. Ui dồi ôi, con. Ui con này kinh nhỉ. Nó đã trượt ra đây rồi mà. Sợ thế. Này kiếm gì? Chân này nó bỏ ra này. Đi đi. Mấy con. Ui hai con đi cả. Hai con. Ui trời ơi. May mắn. Kiếm rồi. Ui. Tí nó mổ tay. Rồi vật phù hộ anh em mình rồi. Có tí lọc rồi. Đấy. Đấy. Cùng cả thế. Cái kịp gì đã mà, cứ đậu trên cây thôi. Cái đó rắn gì mà gớm vậy. Ui. Ui con này. Mảnh gớm này. Mày cao đấy. Ui dồi con kia. Ui đấy. Ui nhỏ luôn này. Con này nó chỉ thích đậu trên cây nhỉ. Năm em kiểu em nữa, 6 em kìa, ui trời ngon đó. Ui bảy con. Ngon, 7 em à. 7 em. Ngon. Mang ra ngoài, mang ra ngoài. Ui ở dưới chân thì kia vẫn còn con. Cái túi bóng ở trên cái túi bóng kìa. Ui dồi. Ra ngoài. Ui. Hết được bỏ. Ui dồi. À. Ui trời ơi, bẹn tròn luôn rồi. Ui trời ơi. Mọi người thấy khủng khiếp không? Ui trời ơi. Này thì náo này. Thành. À thì thấy gớm chưa? Ui trời ơi. Khủng khiếp luôn này mọi người. Ui giời, toàn hồ mang nhá. Đây là những con trà bá. Đưa túi đấy. Bá bự ăn. Ấy. Mày không phải là ui, ui, con này đứt. Ui, trời ơi. Phun luôn đấy. Ui, trời ơi, phun rạp luôn. Cái thằng. Ui, trời ơi, cắp hơn. Ba thằng. Ui, trời ơi, con kia mổ luôn kìa. À, ui, trời ơi. Ui, trời ơi, con này gần cao chưa. Ok này. Đi luôn. Ui con này nó bỏ mất rồi. Bỏ mất cái này. Nó đang di chuyển. Đây, chỗ chạy. À. Ui dồi. Chưa chưa. Ui sao. Vãi trưởng luôn. Làm mớ này ngon. Chạy đâu của con. Chạy đến quận này. Để kiểm tra xem trong kia còn con nào. Cắm cái túi này xem. Túi. Không có con nào nữa không? Vâng, nhìn ở bên đây có con mà nhỉ? Đâu? Ở cái đám túi này. Ở ngoài cái này. Đây đó, cái mái gói sập thế giống này mày nhỉ. Lâu rồi, mục chết đó. Đây rồi. Đây. Hai con rồi. Hai con. Còn hai con nữa. 9 con à? 3 con. Đây hai. 3 con luôn. Con rồi, con này đuôi nó vẩy đấy. Ui giời, sướng chưa? Sướng. Ai? Ui giời. Con nào con đấy đứng ra đây mọi người này. Ui à. Ui giời. Ui ngỏ ấy. Ui giời quá. Ui giời. Đó tất. Con này. Con ghê mọi người này. Ui giời, phun nọc luôn. Quay mặt lại cái phun nọc luôn. Ghê thế. Quá lắm. Ui đâu, con này này. Sau kia nó đã bành rồi kìa. Đấy chưa? Con này ghê chưa? Luôn. Ui giời.
đứng đây. Ui giời. Đây mọi người này. Đây, đuôi. Lạc nó phun khắp nơi luôn. Có phì. Phun chưa hạ. Đúng chưa? Mày chết trả mạnh với tao. Ui giời là. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Gà thêm cái quỷ đã ba chưa. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Toàn hổ mà. Nhìn này. Đúng hổ luôn. À. Ui giời. Đấy. Ui giời nào cũng đớp luôn. Tí nữa nó phì vào mặt. Đấy, bọn này à. Nó rất là nhanh nhé. Thôi bỏ mày bỏ bỏ anh kia. Đấy. Đấy mọi người này. Làm thêm 3 con nữa. Con này cái gớm này. Gớm này. Gớm cũng vào rồi hết. Gớm mà gặp tao mà. Ôi giời, kiếm bớm ạ. Bố đủ. Con đấy. Con này kinh. Con này nó mổ liên tục. Đấy. Ui giời. Ui giời. Quay đầu lại. Ui giời. Con này nó quay đầu lại đớp chứ không làm mấy luôn. Ui giời ơi. Phun chưa? Chết tôi rồi. Phun hết áo rồi. Ui giời thế. Đấy mọi người. À, bỏ ra đang xem bên trong này còn con nào nữa. Ui giời ơi. Làm một nhóm à. Ui giời. Ăn đủ rồi. Đấy mọi người này. Đấy. Ui giời. Thì chỉ cần gặp 1-2 phát như thế này là ok luôn. Được một túi to luôn ạ. Xem sư phụ kiểm tra xung quanh còn con nào gỡ thêm một vài con. Còn con không thầy cũng kiểm tra. Ê mọi người nhé. Ôi thầy cho mình kết thúc video ở đây. Thầy cho mình tiếp tục đi kiếm ăn thêm xem có được gì không. Mọi người xem video thì nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình cũng như ủng hộ cho toàn thể anh em trong team săn bắt ẩm thực vùng cao nhé mọi người nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé. Xin chào tất cả mọi người nhá.